could be us. So back to what I was saying. Could be us. Trung Gia Hưng từ chối quay lại TVB. Trung Gia Hưng, Trịnh Gia Dĩnh được TVB mời tham gia phần tiếp theo của Lương Y Dưới Bầu Trời Sao, tuy nhiên, họ từ chối hợp tác. Ngày 23 tháng 3, HK01 đưa tin TVB thông báo dự kiến khởi quay phần 2 tác phẩm truyền hình Lương Y Dưới Bầu Trời Sao vào tháng 7. Đây là bộ phim có rating cao và được khán giả yêu thích năm 2021 của TVB do Trung Gia Hưng, Trịnh Gia Dĩnh, Mã Quốc Minh, Châu Gia Di đóng chính. Trong sự kiện Hồng Kông F-Illumarity Expo, San Chí Vĩ cho biết Lương Y Dưới Bầu Trời Sao 2 có sự xáo trộn lớn về diễn viên. Trong đó, hai ngôi sao Trung Gia Hưng và Trịnh Gia Dĩnh từ chối lời mời quay phần tiếp theo. Hiện, Lâm Hạ Vi, thị hậu TVB 2021, được cân nhắc thế chỗ Trung Gia Hưng. Chia sẻ với ông, Trung Gia Hưng xác nhận việc không hợp tác với TVB. Cô cho biết thời gian qua nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng từ chối vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Theo Trung Gia Hưng, cô sẽ không hoạt động nghệ thuật ít nhất là đến hết năm nay. Lương Y Dưới Bầu Trời Sao là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Trung Gia Hưng sau 4 năm vắng bóng, đồng thời cũng là vai diễn chia tay sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao 38 tuổi. Để góp mặt trong tác phẩm, người đẹp bằng chứng thép đã từ Canada về Hồng Kông giữa mùa dịch, xa chồng và hai con nhỏ trong gần nửa năm. Màn thể hiện xuất sắc trong phim giúp cô nhận giải thị hậu Astro Malaysia nhờ bình chọn từ khán giả tại lễ trao giải thường niên TVB. Sau khi hoàn thành tác phẩm, Trung Gia Hưng thông báo ngừng đóng phim. Trong khi đó, Trịnh Gia Dĩnh bỏ ngỏ khả năng tham gia Lương Y Dưới Bầu Trời Sao 2. Nam diễn viên cho biết chưa nhận lời TVB vì lịch trình bận rộn. Trịnh Gia Dĩnh cũng muốn đọc trước kịch bản để xem xét nhân vật mới có phù hợp với anh hay không, mới đưa ra quyết định. Khả năng tôi xuất hiện trở lại trong dự án khá thấp, tôi hiện vướng bận nhiều lịch trình, khó thu xếp, chu toàn, sau Nam nói. Về phía Mã Quốc Minh, anh cho biết chưa nhận được thông báo về việc diễn xuất trong Lương Y Dưới Bầu Trời Sao 2, theo nam diễn viên. TVB có thể sẽ thay đổi dàn diễn viên gốc do phần 2 là câu chuyện hoàn toàn mới.